Nhận định bóng đá Brighton với Arsenal. 1 giờ ngày 30 tháng 12, vòng 16 ngoại hạng Anh. Sau khi ngắt mạch thất bại bằng chiến thắng 3-1 trước Chelsea trong trận derby London ở vòng 15, Arsenal đang tràn trề hưng phấn, thừa thắng xông lên. Pháo thủ tự tin sẽ quật ngã Brighton, đội bóng cứng đầu mà suốt 2 năm qua họ chưa từng đánh bại. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm trận đấu mới nhất nhé. Trận thắng Chelsea cuối tuần trước có thể xem như cơn mưa rào đến đúng vào lúc niềm tin dành cho huấn luyện viên Mikel Arteta sắp cạn khô. Đây là một ngày không thể quên với chúng tôi. Chúng tôi đã bị may mắn ngoảnh mặt suốt 8 tuần qua và vì thế, chiến thắng này vô cùng ý nghĩa. Arteta hoan hỉ phát biểu sau trận derby London. Có thể hiểu được cảm xúc ấy của nhà cầm quân trẻ bên phía Arsenal. Bởi quả thực, suốt từ đầu tháng 11 đến giờ, chiến thắng đã từ bỏ pháo thủ. Để rồi, họ rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Một vị trí thấp chưa từng có sau 14 vòng đầu của tất cả các mùa giải họ tham dự Premier League. Tình hình tệ tới mức, Arteta bị điểm mặt là nhà cầm quân có khả năng mất việc cao nhất trước thềm năm mới. Đặt trong bối cảnh ấy mới thấy, thắng lợi trước Chelsea đem đến cú hích cực lớn với Arsenal. Tỷ số 3-1 trước đại kình địch ở London cho thấy, chất lượng đội hình của Arsenal và chiến thuật của Arteta đều không tệ. Khi niềm tin trở lại, khi những đôi chân không bị vận rủi đeo bám và khi cái đầu hưng phấn, Arsenal có thể hủy diệt những đối thủ mạnh nhất giải. Tâm trạng ấy của Arsenal là điều mà Brighton không hề muốn thấy. Đội bóng chủ sân The Amex đang gồng mình chạy trốn nhóm cầm đèn đỏ. Với 13 điểm sau 15 vòng đấu, Brighton lúc này kiếm được ít hơn chính họ cùng kỳ mùa trước tới 5 điểm và đứng thấp hơn 3 bậc. Điều đó có nghĩa là con đường mà thầy trò huấn luyện viên Graham Potter đang đi có độ khó hơn rất nhiều so với hành trình trụ hạng mùa trước. Minh chứng rõ nhất là việc suốt 6 vòng đấu đã qua, Brighton chưa từng tìm lại được chiến thắng. Họ xuất sắc hòa Liverpool với tỷ số 1-1 rồi thua đau dưới tay Southampton và Leicester trước khi gắng gượng cầm hòa các đối thủ khác ở 3 trận Premier League gần nhất. Đáng lý ra, với phong độ có chiều hướng ấm lên như thế, Brighton có quyền mơ về chiến thắng trước các vị khách Arsenal, bởi họ đã thắng 2 và hòa 3 trong 5 lần đụng độ gần nhất với pháo thủ. Nhưng như đã đề cập, thật không may đây lại là thời điểm Arsenal đang bừng tỉnh. Ở thế chân tường, gã khổng lồ thành London bỗng tìm thấy ánh sáng của khe cửa đưa họ thoát xa khủng hoảng. Với sự trở lại của đội trưởng Aubameyang và các ngôi sao trẻ đang bay bổng như Saka hay Rodri, Arsenal bây giờ lại là đội bóng mà Brighton không muốn gặp. Nhìn vào lối chơi của Brighton hiện nay, có thể thấy đội bóng này rất yếu về khả năng gây sức ép, kể cả khi đá ở sân nhà. Đó là lý do họ mới có vỏn vẹn 18 bàn thắng sau 15 trận Premier League và cũng chưa từng thắng tại tổ ấm The Amex từ đầu mùa. Một đội như thế, nếu chỉ dựa vào cái duyên khắc chế Arsenal, rất khó ngăn được các pháo thủ giành thắng lợi đêm nay. Dự đoán tỷ số Brighton với Arsenal 1-2.